Đây, bây giờ này mình bỏ này. Mặt này bỏ này, mặt trong mình bỏ hết này. Chỉ lấy mỗi chân này thôi. Nó quét cái dễ ra. Quẹo xuống, giật luôn ngay vào đây. Xong. Cho được cái này, cả cái bệ này đẹp này. Bệ này nó nằm trôi luôn trên mặt thống luôn này. Cả cái mặt này nằm trên mặt thống luôn này. Đấy, mở được cái này ra. Đây, phần chân nó đây. Chân này ăn về đây. Đúng không? Tháo luôn, tháo luôn, để ý tưởng tháo luôn. Thôi con này để về, tháo. Đây, về, về, con đục điếc cơ. Chứ tháo bây giờ dày quá. Có đồ. Nhiều cái con này về chất đấy. Thôi cứ để đấy, biết đâu bán được. Biết, biết đâu bán được. Thì kệ người ta, để cho người ta có ý tưởng. Mày làm hết rồi đúng không? Đúng. Hóa là mình là đi mua cây, không phải đi bán cây. Là múc con này về chơi múc cái cành này cắm cây. Được đấy. Lấy cây về cắm ra đây xem bằng to hết. Đấy, nó lấy không? Đấy. Đấy. Được con treo đổ này. Treo đổ. Đấy, được con đổ ngon rồi anh ơi. Ai con đổ, con này con làm con làng được. Ê, xanh trắng làng đây. Đấy. Làng đây. Ba con. Úi giời. Sâu quá nhỉ. Cái này cắt để cho người ta về, người ta lấy một cây người ta chơi. Đúng, đúng, đúng. Đấy. Cái này đấy Dung nhá. Hả? Cái này nhá. Đấy, cái này em lấy anh 2 lít. Cho anh nhá. Lấy anh 2 lít rồi. Đừng, đừng, đừng. Ừ, đang qua chơi. Để sống nè. Sống gì nữa. Để sống cắt thế thôi. Cho ôm ngay vào này này. Đấy. Sâu thế. Quyết định phang rồi anh ạ. Mua rẻ, mua con này có 300.000. Được, thế thì thoải mái mà cắt nhỉ. Mua 300.000 bán cái tay 200.000 rồi. Đấy, tay này phải 200.000 rồi. Đấy. Cháy quá nhỉ. Cháy. Cái này phụt máu mà. Nó rượu vào thì cứ điên luôn. Rượu vào thì phê đấy nhỉ. Các con này phê đấy. Ok anh. Tặng anh nhé. Đây được mấy được mấy con đổ đẹp đây này. Anh em mình có người nhà. Có nhiều nhiều ấy thì cũng phải lấy chứ. Không. Lấy là lấy nào. Con này có cô thì cắt nó đi. Đấy. Đây. Coi đi. Dung. Coi cái này nhớ mắt. Bỏ cái đấy em cắt vào đất này. Dung vòng của. Dạ, của anh là dưỡng. Cắt đi treo. Mua con đây này chuyên phá mà tinh ra để phá được phá thì sướng phết đấy đồn phá. Phá đâu, giàu có tiền đấy. Bây giờ cái 5 lít phát là lại bán ngay. Đấy.
có 5 lít thôi. Để đây nhỉ. Dính bể là phang hết. Dối bể dính bể. Đấy của ơi, ông ấy phá ông cắt hết rồi. Tiếc quá. À đây à. Tưởng các cụ nhìn thấy sót. Sót là thế nào? Đấy được. Cụ phóng khoáng ấy, chơi cây đừng có tiếc. Cụ là phóng khoáng ấy được. Đấy em nhìn. Ôi giời khí thế. Đấy. Chưa. Bỏ con này ra này. Con này cắt đây. Con này. Chú cho anh cây cắt ra không? Cái gì em cho anh hết. Đây đây, vừa chuẩn bị chúng cắt cái này này. Không, cái này mang về nhà em cắt, em cắt đây. Đừng cắt cây, đừng cắt là hỏng cây. Đúng, cái này cắt cho cái cổ không nhỉ? Cắt là hỏng cây, không. Không được. Đừng, cái đấy cắt đi, cắt gì tớ. Đấy. Có cây đẹp lắm. Đúng ạ. À, rất tuyệt vời. Cảm ơn ông ạ. Bây giờ hôm nay là cái đi ạ? Vâng ạ. Đúng rồi, hôm nay hôm cây ạ. Cháu ấy chuyên cây đại hạ giá, phá giá rẻ. Thế à? Mà rẻ thì phá tự tin. Cây này rót bia nó có chết không? Dạ. Rót bia nó có chết không? Nhiều không? Tưới bia nó có chết không? Cái đấy thì cháu cũng không nắm được ạ. Cháu cứ tưới suốt mà. Tất nhiên đừng có tắm bia được. Chỉ có ông con mình uống bia thôi thì nó không chết. Cho nó hưởng, cho nó rót bia vào đây nó chết đi. Cho nó hưởng cái làm thế nào nhỉ? Khó lắm đúng không? Dễ không nghe hai con sông siêu không? Nói chung là phải cái cành mình không biết làm. Nó phải như cây ông nọ. Bộ này bao nhiêu đấy? Cành mà làm được bao lâu đấy? Cái này 3 triệu rưỡi không ạ? Thế à? Vâng ạ. Này bây giờ vừa mua 3 triệu để phá. Cái này mà khoảng được 15 năm trước nhỉ? Cái này là bao nhiêu? Mấy chục. Mấy chục. Ủa thế à? Đã thế à? Có cảnh kia lên rồi. Ủa, cắt hết rồi. Vừa cắt đi thôi mà. Vừa cắt đi đấy. Sao không để mình biết mình mua mẹ. Đâu đây đúng không? Đây đúng không? Không, đây là cái này. Tất cả cảnh của cái này hết. Vứt đi đâu rồi, chắc ông nhặt đây rồi. Cho hết rồi. Không phải. Cái này của con kia. Cái chỗ kia kìa. Thế mới tiếc. Để mẹ cành mình thích kinh. Ủa, bố muốn về bố làm. Ủa, là... Dũng ơi. Làm. Đã. Ông cái này về em cắt vào đây cơ. Không, làm đá đấm ba vai thì cắt phí. Cái này em còn cắt vào đây cơ. Cái này em phải chơi quan trọng nhất là mình công tông ở đây này. Chơi cái vách này lộ ra này. Cả cái này nó chơi không có ngọn, chỉ chơi ngọn đây thôi. Cái đây là làm cái đây. Đấm ba vai đây. Chơi con già đấy. Đấy. Khó nhỉ. Ý tưởng là hơi mặt khó. Mặt này mới là mặt chơi này. Chơi bên này này. Ôi, đưa ông ấy nhục. Lại thế kìa. Đây này. Chưa được nhìn thấy cái mặt này. Em phải vào đây. Lại chắc gì ạ? Vâng. Tên là gì đấy? Mình N2T ạ. Vâng. Đây là chơi với cái mẫu này. Anh biết là gì đấy? Mấy mặt ấy thì không tính tiền. Không biết gì về cây. À đó. Xin lỗi các bạn, các bạn hơi bị lỗ đi. Nói thật. Mấy bác đấy chỉ đi quay triển lãm thôi. Biết gì cây đâu. Này xuống đây, nhũn này. Nhũn này. Nếu mà không cắt thì làm sao nhìn thấy được cái chỗ đấy. Thế. Được vách. Quá nhỉ. Đúng rồi, nhìn này thì con này cũng không dùng được. Con này này xử lý. Bất tử nó ngắn rồi đoạn này. Được đấy. Chắc mình ngắm từ sáng rồi đúng không? Không mới đổ ra chợ. Cây xanh chứ? Vâng ạ, cũng xanh ạ. Cây của cháu, cây đấy 2 triệu rưỡi không ạ? Bao nhiêu? 2 triệu rưỡi. Đúng đậm chất cổ của ông Tạ Huỳnh ấy. Giống cái cổ ông Tạ Huỳnh. Đấy ông cụ ấy. Chưa
chơi hay đấy, toàn ngắm những con hay. Tôi là đẹp đấy. Chơi cây già như ông ngay giả cây giả mua là gì? Nó cao cái tôi lấy mẹ một lửa đi. Một lửa đi thì con làm nhân được. Cao quá, mất mẹ nó mấy tháng bia gì ạ? Ôi à, thế là khỏe người không ạ? Khỏe. Hả? Để tiền uống bia. Bớt mấy tháng bia kìa. Lấy cái cây con này này, ra đây dẹp ra này. Ông nhiệt tình con bớt cho ông Nam Trùm. Đéo mà đi đèo, mẹ tập xuyên nào phải trả đến Tây Quân. Thế rồi. Ê, em ơi. Này cái lượng nhiều bốc liên tục kiểu như tích vàng trong nhà kiểu người ngày nhất đây đéo mua đều nó nhiều được Hùng đang bêu ấy à ông Hùng rất đều nhá thế người ta mua xanh rồi bắt đầu ghét rồi đấy Người này chú này anh ba tiên anh em biếu anh à. Mê không tặng nhưng mà là biếu có mấy con đồ đẹp có cùng đùa đâu có muốn lửa chưa không không ông ơi con cảm ơn ông ạ thế thì phải mẹ không bán được cảm ơn thế thế mới khó chịu thôi thế làm gì ấy vậy con cảm ơn con cảm ơn ôi trời ơi đúng là bao nhiêu 2 triệu không ạ? 2 triệu à? Vâng ạ. Thế là 2 triệu mất được không? Ui dồi, quý hoa quá. Cảm ơn ông. Lại cả nước đi. Vâng ạ. Vâng ạ. Múc thôi. Quá được chất cổ. Quá già, múc xanh rồi. Còn có nó nghe có đây. Đây này, này. Súp rồi hả? À, bán rồi. Ngon đấy. Dạ, ôi giời. Súp còn 2 người phân nghề sướng đây. Bán rồi à? Túc. Thứ này bán cái này riêng. Đúng rồi, cái này bán riêng. Một lít này bán luôn. Buổi trưa uống bia thoải mái con đấy rồi. Bộ này cắt ngay. Đang nóng. Tôi ra sao vậy? Tôi tưởng đang đặt vào. Cắt thì ngay ra. Em còn về em cắt cả cái này. Đây thì em thôi. Vâng. Vâng. Cây được cắt rồi. Sớm rồi đấy. Con này của em cắt này thì hợp lý hơn này. Đó. Cái cắt này bằng tay em cắt này hợp lý hơn này. Không biết em tính làm gì làm sao. Em không làm ra đấy. Em lấy cái phần cốt này thôi. Để ông bỏ cái này đi mà. Em bỏ cái này mà. Bỏ ra thật lệch. Em tất nhiên phải có tay bay ra. Em làm thế được sai, em cắt đây rồi, chuẩn nhất ở đây rồi. Đây chuẩn nhất đây, xong rồi xong bằng đây là vừa. Nhưng mà cắt thôi, giờ cắt thôi. Không, cắt thế là sai. Cái này em vứt mà. Em nói thế thì anh chịu rồi, bắt đây thì anh chịu rồi. Để ông chơi cái này thôi. Chơi cái này thôi mà. Chơi ông không chơi. Anh xem bọn này anh nhìn đúng em rồi nào. Đấy, mỗi người một cách chơi khó lắm. Đi đồ sơn một ngày thì chẳng vâng. Cháu em ơi, gọn cái cả cái cành ấy. Gọn vứt ra giữa đường thì nó đi đâu nào. Quệt vào đấy. Xa xét đấy. Mày cắt kia đằng sau, cắt ra đằng kia. Em ạ. Mày để kia mày bán nuôi, mày về nuôi nhà. Em về nuôi mà. Anh
như tôi nhưng mà để kia mày bán một giá mày cắt kia là sai không? Cắt kia là sai. Đó, nghe thật thì biết là cũng phải khó lắm. Thực ra xét là vất của em đấy. Đấy. Chính ra cứ mua cây rồi xong về cắt dần mà bán được nhỉ. Anh mua trách với em ở đây. Đúng rồi. Anh lấy cành em bán không? Đó là thà cắt cành cho anh. Cành đó. Này em lấy 300. Cành đấy chứ không phải cây đâu. Hả? Chẳng chẳng. Chẳng. Vào nút con này về chơi chú. Đúng. Đẹp. Nặng và đến chợ. Kích. Thôi đưa tiền đây. Rồi, đây. Rồi, năm chục. Tiền đây. Rồi. Một ít. Đéo à? Hai thuốc. Dạ, đéo à? Dạ, được rồi. Đéo này nó lặng. Đặt một cái to chứ. Con ấy về không bán 5 lít. Từng nói. Dạ. Một lít là để tí là em múc. Có lít bỏ. Nó lặng đầu chờ cần tí. Con này nhá, ông phá nhà này. Thế đấy, tí đấy em. Tí em thử bộ đi. Chỉ cho, để ông nghe. Thôi được, tí em lặng quá giúp em. Tí em lấy nhau. Tí em bỏ hết đất đi để chở làm gì. Lít bỏ đi bao nhiêu. Thế em không dám mua cái gì. Thôi tí nữa em múc con đấy lặng. Về kiếm con xanh chơi. Lặng quá giúp em. Ông gì đâu. Tiếng gạt con đường mẹ hay to trần rất lâu. Cắt bánh ra. Tiếng ngon thì xui rồi. Được bật chén. Để đấy con ấy tí là em phá. Đấy. Đây là mới cắt ra bán dần đấy mẹ. Đấy. Bên này cắt mẹ một lửa thân ra. Đấy, mẹ. Lại bán. Bán sổi luôn. Chiến lược ấy. Đấy, ta phá cái là tập trung ra. Quê bằng cây à? Đúng rồi. Đúng rồi. Một lít à? Hả? À, một lít à? Để tí xúc nha. Rú bỏ ra nặng đỡ nặng. Ấy, ui trời. Em thành một con người khác. Rồi, mặt ú vọ đấy. Yeah. Ông nào nhìn ra là cái món à, người nó khác. Ú vọ, em vừa bảo. Mặt ú vọ đấy. Mẹ ăn. Tí nữa thì biết kết quả. Đấy. Bỏ tay này luôn. Chơi cốt dài thôi này. Chơi mỗi cái vách dài thôi. Cái này phải bóc hết ra này. Sạch sẽ luôn. Chơi mũi đi ra. Đó.
bóc bóc này để nguyên này cho nó nguyên bản à, để con này nhìn thích hơn con này. Như ai dọn đất à? Thì em có để dọn rồi anh ạ. Thì em có để dọn rồi. Cái cành này nó dọn đấy. Cái cành của đấy. Đáng nhớ, thôi để xong rồi nhá. À, ai mua đi. Mua đi. Giá rẻ dân mình. Hai củ. Kỷ niệm muôn mấy con tay luôn. Và cả canh và đất trồng. Đấy. Đúng rồi, con người có ý tưởng tốt hay lắm này. Sừng sững anh nhỉ. Chính ra chú phải nằm bên họa sĩ được. Chủ tượng, họa sĩ chủ tượng. Rồi nét nạ nạ đấy. Bên trường phái chủ tượng. Ông này à? Làm luôn sạch rồi, có cái đéo này mọi người kêu. Thôi, làm ý thôi. Đúng mẹ thế là thế nào. Bây giờ